8 sai lầm khi uống nước. Uống nước quá nhiều hoặc là quá nhanh, đừng uống thay vì ngồi, uống nước quá lạnh, v.v. là những sai lầm nên tránh để bảo vệ sức khỏe. Đầu tiên phải nhắc đến là uống nước quá nhiều. Uống nước quá nhiều một lúc có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc nước, gây mất cân bằng điện giải và các vấn đề khác về sức khỏe. Thứ hai là bỏ qua cơn khát. Không uống nước khi cơ thể thấy khát có thể dẫn tới tình trạng mất nước, ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể và sức khỏe tổng thể. Vì thế hãy uống nước xuyên suốt cả ngày để giữ cho cơ thể của mình đủ nước. Thứ ba là đứng khi uống nước. Đứng uống nước có thể dẫn đến vấn đề về tiêu hóa vì nó không cho phép cơ thể hấp thụ chất lỏng một cách hiệu quả. Tốt hơn là nên ngồi xuống và uống từng ngụm nhỏ. Thứ tư là thêm chất làm ngọt nhân tạo. Sử dụng chất làm ngọt nhân tạo để tạo hương vị cho nước có thể góp phần tiêu thụ quá nhiều đường. Đây có thể không phải là một lựa chọn lành mạnh. Hãy chọn những nguyên liệu tự nhiên như là chanh hoặc là dưa chuột. Thứ năm là uống quá nhanh. Uống nước quá nhanh có thể gây đầy hơi và khó chịu. Nhấp từng ngụm nước từ từ để cơ thể hấp thụ hiệu quả và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa. Thứ sáu là uống nước không đúng thời điểm. Uống nước không đúng lúc cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Ví dụ như uống nước ngay sau bữa ăn có thể làm giảm axit dạ dày và cản trở quá trình tiêu hóa, đầy hơi khó tiêu và các rối loạn tiêu hóa khác. Để tránh mắc phải sai lầm này, hãy uống nước ít nhất 30 phút trước hoặc là sau khi ăn. Thứ bảy là uống nước quá lạnh. Nước lạnh có thể giúp bạn sảng khoái nhưng uống nước quá lạnh sẽ gây hại cho cơ thể. Nước lạnh có thể làm co mạch máu và ảnh hưởng đến tiêu hóa, dẫn đến đầy hơi khó chịu, nên uống nước ở nhiệt độ phòng. Và cuối cùng là uống nước trong bữa ăn. Uống nước trong bữa ăn có thể làm loãng enzyme trong dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa. Điều này có nguy cơ dẫn đến đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác. Nên uống nước trước hoặc sau bữa ăn, nhưng tránh uống trong khi ăn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.